Soho thì vẫn chưa nỡ lòng bóp còi tiễn Zhangzhou lên thiên đường, mặc dù đã lên nòng súng, đột nhiên có quân chi viện của bên phía Soho đến giải cứu từ phía sau cánh gà, rồi sau đó cuộc hỗn chiến xảy ra, ai cũng có AK trong tay, bắn súng tung tóe, đạn bay vì vèo, mọi người hoảng loạn, chạy nhảy tán loạn, không khí hỗn loạn, tình trạng đang rất là loạn lạc, ai ai cũng đều tìm cho mình một chỗ ẩn núp lý tưởng. Rồi quân chi viện của mấy anh trai cảnh sát cũng đã tới và tiến vào trong, quân bên phía Soho thì vẫn cứ là nổ súng loạn xạ. Chẳng hề sợ bất cứ bố con một thằng Lào ở đây cả, vẫn cứ nổ súng liên tục, bắn qua bắn lại đạn bay khắp nơi, không ai chịu dừng tay, bắn hoài bắn mãi thì cũng phải đến lúc hết đạn, quên đem theo băng đạn để thay nên đành nghỉ tay một xíu. Rồi Soho đang suy nghĩ một điều gì đó, đưa ra ngay quyết định của mình, bắn vỡ kính, rồi nhắm kỹ không thể trượt được bắn luôn quả bóng đèn bling bling lấp lánh trên trần nhà, làm nó rất tan vỡ văng tung tóe khắp nơi, phá vỡ đi thế phòng thủ của mấy anh trai cảnh sát. Rồi Soho lấy quả khoai lang mồ hôi rút khóa ra cầm ló trong bàn tay, dắt tay kéo Zhangzhou lên đi đu đưa đem theo ra ngoài sảnh. Trên tay phải đang cầm quả khoai lang đang giơ cao trong không trung, rút chốt ra hâm dọa mấy anh trai cảnh sát, bỏ súng xuống hết nếu không chúng ta sẽ đi hết cả lũ. Mấy anh trai cảnh sát thì cũng sợ mất đi mạng sống nên ra lệnh cho quân chi viện hạ súng xuống hết. Rồi Soho hiên ngang giơ cao quả khoai lang, trên tay mình tiến lên bảo mấy anh trai cảnh sát mau nhanh chóng biến ra ngoài hết. Rồi anh trai đội trưởng cũng làm theo bảo quân mình rút lui, và Soho lại bảo anh trai cảnh sát đội trưởng phải ở lại đây làm con tin, tụi bây nghe cho rõ đây, nếu tụi bây dám tấn công vào thì tao sẽ giết hắn trước, không có một sự khoan hồng trước pháp luật Lào ở đây đâu, đừng có mà làm mơ. Được rồi, tao sẽ ở lại đây bên mày, hãy thả em xanh diên đó ra đi Lào, lũ tư bản khốn nạn tụi bây mau ra ngoài hết, hắn sẽ không thoát được đâu, cứ bắt hắn đừng lo cho tôi, ra ngoài hết đi các bạn. Rồi quân cảnh sát rút ra ngoài hết, đá trúng cái đầu của bà Lào bị gãy văng lung tung, rồi giờ chỉ còn một mình anh trai cảnh sát ở trong lẻ loi cô đơn, bị tịch thu súng lục rồi bị đánh ngất sau đó bị áp giải đi. Tất cả mọi người bị giải đi lên trên lầu. Còn anh trai này định gọi điện về mét mẹ thế là bị phát hiện rồi cũng bị bế đi. Này thì mét mẹ với chúng tôi, bế đi hết không còn một thứ gì. Rồi họ bị trói với nhau, bị anh trai bên phía Soho nhét quả khoai lang ở giữa họ. Khôn hồn thì đứng yên đi, nếu mà tụi bây còn cử động thì bố mẹ chẳng còn thấy xác luôn đấy chứ đừng nói là được về nhà mét mẹ. Rồi họ được chơi trò bịt mắt bắt dê. Sợ họ nổ banh xác nên anh trai này lén khóa chốt quả khoai lang lại, vỗ rô đùi quang tê một cái làm họ giật bắn mình la o. Rồi Soho tiếp tục đem khoai lang ra đặt ở khắp nơi, răng bẫy khắp trốn. Còn tất cả mọi người thì được đưa đến phòng ăn cho nó rộng lớn và tiện lợi, dễ dàng quản lý, quan sát mọi nhất cử nhất động của mọi người. Cảnh vật phía bên trong trường bây giờ thì mọi thứ đã tang hoang tàn tạ, bàn ghế nằm lộn xộn lăng lóc sau khi trận hỗn chiến vừa xảy ra. Tất cả mọi người bây giờ đã được nằm ngủ, nhưng mà nằm dưới đất nên không được êm cho lắm, phải đành cam chịu thôi, được nằm ở đây còn may mắn, chứ bom mà nổ thì cả đám nằm trong quan tài rồi. Nằm vậy như bà chị Bun ok vẫn không im cái mồm được, đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Zhangzhou, bảo vì Zhangzhou đã giấu tên gián điệp nên họ mới lâm vào tình cảnh như thế này, rồi còn cãi nhau tay đôi với bà cô không chịu im cái mồm đi. Rồi có một bà chị la ó, là mấy anh trai kia nghe thấy muốn định bắn vỡ sọ bà chị. Rồi bà chị Dong Min cùng tất cả mọi người muốn đi tè giải quyết nỗi buồn, anh trai lầy lọ đi hỏi anh trai lọ kia xem có được không, nhưng anh ta từ chối cho đi, bảo họ nhắm mắt đi tại chỗ con mịa ló đi nếu không muốn bị hét sọt. Rồi bà cô quản lý bày đặt có ý kiến ý có đồ, làm anh trai lọ kia lóng trong người, quăng quả ly vào bà cô, nhưng may là chưa rơi đầu, chứ ném trúng cái đầu là bà cô đi theo ông bà luôn rồi. Zhangzhou thì cũng rất uất ức trong người, còn Soho thì móc súng đem cất, mở vòi nước ra rửa mặt cho trôi đi máu me, mồ hôi mồ kê trên mặt, soi gương xem mình còn đẹp trai hay không, nhưng mặt thì đỏ lè đỏ lét, còn hai cha nội bảo vệ này thì vẫn bị trói dưới hầm. Sau khi mà rửa mặt xong thì Soho đi xuống cửi trói cho họ, để đưa họ lên trên lầu cùng mấy bọn xanh diên cho dễ quản lý. Còn anh trai này bị còng số 8 siết tay anh, muốn Soho tháo ra nhưng Soho từ chối hiểu, móc súng ra hù dọa, câm mồm và đi chứ điếu nói lăng gì nhiều. Anh trai cảnh sát thì có vẻ đã bị thương sau màn đấu súng vừa rồi, máu chảy ra liên tục. Zhangzhou hỏi mình có thể cầm máu cho anh ta được không, nhưng mà anh trai lầy lọ cùng với anh trai lọ kia vẫn cứ là câu nói quen thuộc từ chối cho đấy làm sao Lào, mày bị điên con mịa ló rồi à. Rồi thế là Zhangzhou vẫn cứ là cố chấp ngồi bật dậy, tình huống thì không có gì là khác lạ khi mà đầu súng trăng treo lại chĩa mũi về phía Zhangzhou. Rồi Soho thì đã áp giải hai cha nội bảo vệ lên tới trên lầu. Anh trai lọ kia muốn bắn, nhưng mà chợt nhớ lại là đã hết đạn nên chuyển sang lấy súng ra đập. Thấy cái cảnh này thì Soho đâu mà có chịu được, bảo anh ta dừng tay lại, có gì chúng ta từ từ nói chuyện anh bạn à, việc gì phải dùng vũ lực như thế này chứ hả. Rồi Soho bảo Zhangzhou cứ việc đi lấy đồ nghề băng bó của mình, mà chị thương cho anh cảnh sát kia như cô đã từng chăm sóc cho tôi. Rồi thế là Zhangzhou về phòng mình lấy đồ đặt hành nghề trị thương, đi cùng phía sau là Soho vác theo cây AK để đảm bảo an toàn cho Zhangzhou. Họ chẳng nói với nhau một điều gì cả, mà chỉ đi lấy đồ nghề xong rồi đi khỏi đây thôi. Lấy xong thì Zhangzhou phóng đi trước bỏ lại Soho đi theo sau. Do Zhangzhou đều biết ở trên cầu thang có đặt bẫy nên định bước dẫm lên, may mà Soho ngăn cản kịp, nếu không là Zhangzhou trầu trời gặp Phật tổ lấy chân kinh rồi. Anh thực sự là gián điệp từ Bắc Hàn sao? Tôi thực sự đã cứu mạng một gián điệp sao? Anh hãy nói đây chỉ là mơ đi Lào, giúp tôi thoát khỏi giấc mộng này đi. Anh đừng lặng im đến thế như Robin Hoàng Sơn, tôi cảnh cáo cô đừng tò mò tọc mạch tái mái nữa, không thì cô sẽ phải chết đấy. Hãy làm những việc gì mà mình nên làm đê. Rồi Zhangzhou nhìn Soho với ánh mắt hờn dỗi, một mình bước đi xuống cầu thang chẳng sợ một điều gì. Soho chỉ đành nhìn Zhangzhou bước đi. Zhangzhou đã an toàn xuống dưới để băng bó cho anh trai cảnh sát. Em gái à, em đã giấu hắn đúng chứ? Sorry anh trai, lúc đó em không biết anh ta là gián lan gián điệp. Thôi, không sao đâu, không biết không có tội, giúp đỡ khi không biết thì không bị coi là chứa chấp gián điệp. Thật ra là anh trai cảnh sát đang muốn Zhangzhou đưa cho mình con dao. Rồi Zhangzhou giả vờ nhúng bông gòn rô cồn để lau vết máu trên trán của anh trai cảnh sát. Anh trai cảnh sát giả vờ đau đớn, nhân cơ hội này đưa luôn con dao cho anh trai cảnh sát, để anh ta có thể tự cứu mình thoát khỏi đống dây, với hy vọng có thể cứu tất cả mọi người. Rồi Zhangzhou đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh trai cảnh sát liếc mắt đưa tình cho Zhangzhou. Soho thì ra cố lại đống dây cột anh trai cảnh sát cho thật chặt. Này, sông đại đồng một, cuối cùng thì tao cũng gặp được mày. Để bắt mày, tao đã đến Berlin, Munich, Frankfurt và Warsaw.
ở Warsaw, tao đã suýt đai khi truy đuổi mày. Rồi Soho hồi ức lại dòng ký ức xa xưa này. Lúc này Soho đang đứng trên vách núi, anh trai cảnh sát cầm súng phía sau định bắn nên Soho nhảy con mịa ló xuống biển luôn. Nhưng Soho là Aqua Super Idol Man nên chẳng có chăng sao gì cả. Đặt đít ngồi xuống ngắm nhìn anh trai cảnh sát cười mỉm chi một cái. Mày sắp thành liệt sĩ rồi, mất đi Park Gum Chul vẫn chưa đủ sao? Mày muốn đồng đội mày chết sạch trong cuộc chiến không có cửa win này à? Vậy mày chỉ đấu khi biết chắc mình win à? Mày thấy đấy, tao có rất nhiều điều muốn nghe từ mày. Tao cũng phải báo thù cho cái chết của Jin Song, nhưng tao e là lực lượng quân đội có thể sẽ tiễn mày đi trước khi mà tao làm việc đó. Soho thì đéo quan tâm, cười méo hết cả mồm. Hai anh trai này thì sắp tè trong quần rồi khi mà vẫn chưa thoát khỏi quả bom. Soho tiến đến gần rồi cởi trói cho họ, kéo họ ra khỏi quả lựu đạn. Quả khoai lang đã khóa chốt nên không nổ banh xác họ, nhưng họ vẫn sợ đái con mịa ló trong quần luôn, khóc thét la ó um sùm. Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối dễ sợ, có quả lựu đạn mà cũng sợ, chứ cho tôi thì tôi cũng sợ chẳng khác gì họ đâu. Wang Tae đã thực sự là sợ đái trong quần luôn rồi. Soho bảo anh ta đi ra trước, rồi bảo bà chị He Jong đi cùng anh ta, còn anh trai sĩ quan này thì Soho bảo anh ta ở yên trong này. Wang Tae đã đái trong quần rồi mà còn đái lên người anh ta luôn. Soho tháo bẫy lựu đạn ở ngoài cửa rồi bảo Wang Tae và He Jong ra ngoài lấy quả điện thoại vào trông. Sao, anh bảo tôi đi á? Nếu mà cậu làm gì ngu ngốc thì bạn gái cậu sẽ tiêu đời. Wang Tae, I love you, anh là người em yêu nhất trên đời, anh biết mà nhỉ, sẽ không khó đâu, cứ đi thật chậm và mang nó vào đây, nhé anh yêu. Sau khi mà nghe được những lời tình tứ mà He Jong nói, thì Wang Tae dường như có thêm 200% sức mạnh, dũng cảm và hiên ngang mở cửa bước ra ngoài chẳng sợ sệt một điều gì, vì tình yêu là chân ái, chân thành chân thật là thứ đáng trân quý. Nhưng mà hơi rén, trong miệng thì lầm bầm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Chúa ơi con đạo Phật, Chúa ơi con đạo Phật, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mà nữ chữa cũng là thầy, đằng nào cũng chết nên phải đi lấy thôi. Rồi bà chị cảnh sát thấy Soho sau cánh cửa định bắn, nhưng anh trai bên cạnh ngăn lại làm bà chị bắn trúng xe, và thế cuộc đấu súng lại diễn ra, đạn dược lại bay nhảy tung tăng lăn lóc khắp nơi. Còn anh trai Wang Tae thì còn quỳ ở ngoài chưa đem được quả điện thoại vào trong, ấy thế là Soho hiên ngang cầm súng lục chạy ra ngoài đưa anh ta vào trong. Anh trai cảnh sát thì đã cắt được quả dây bằng con dao mà Giang Dô đưa cho, rồi Giang Dô đã hiểu được ý đồ của anh trai cảnh sát, hợp tác với anh ta, giả vờ đau bụng ỉa chảy để lừa anh trai lầy lọ cho anh ta mất cảnh giác để mà anh trai cảnh sát hành động. Nhân cơ hội anh trai lầy lọ mất tập trung, anh trai cảnh sát cởi trói định đâm anh trai lầy lọ vài nhát vào một chỗ để không bị đau đớn, nhưng mà đúng lúc này thì anh trai lọ kia đến làm lâu sờ quét thao đỉ, ý đồ của anh trai cảnh sát đành phải tự trói lại mình như lúc ban đầu. Anh ta dẫn He Jong cùng với hai anh trai kia đến, do không có đem theo đồ mặc nên đành bận tạm đồ của bà chị He Jong, làm ai nấy cũng cười địch giòn tan, cười bay tóp tóp. Mấy người đừng có cười, chúng tôi đã suýt chết đấy. Soho thì sau khi lấy được quả điện thoại thì đem nó đi lên phòng và chờ đợi cuộc gọi từ phía mấy anh trai cảnh sát. Rồi đột nhiên có chuông điện thoại reo lên mèo 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 mèo. Soho tiến đến bắt máy. Tôi là bộ trưởng bộ an ninh, có phải cậu là Lim Soho không? Ông muốn nói chuyện sau khi nổ súng bắn tôi à? Đó là một sai lầm anh bạn à, chúng tôi không định bắn cậu. What the hell, sai lầm, ông nghe cho rõ đây, vì ông đã mắc sai lầm nên giờ chúng tôi sẽ giết một con tin. Cậu yên tâm, hãy tin tưởng chúng tôi lần nữa, đừng giết ai cả, chúng tôi không có ý định làm hại các cậu. Chính xác 30 phút kể từ bây giờ, hãy đi ra thông qua lối thoát hiểm ở tầng hầm số 2. Rồi thế là Soho chẳng nói gì nữa, cứ thế cúp máy điện thoại. Nghe quả chốt điều cũng hợp lý đấy nhờ đồng chí AE. Sao chúng ta có thể tin bọn khốn đó được chứ? Tôi phải đi kiểm tra xem có thật như vậy không? Anh còn cần kiểm tra sao? Đó rõ ràng là một cái bẫy. Rồi thế là Soho đến phòng 207 tìm kiếm gì đó, vơ vét một vài thứ và đó là quả radio của Giang Dô. Mở ra check hàng xem có đúng như trên mạng không thì shop bonus thêm quả ảnh nữa chứ. Check hàng xong rồi thì Soho test hàng xem chất lượng dư lào, kéo quả anten lên cho nó hết cỡ rồi dò tần số mà bình thường hay nghe, mở mắc volume xem chất lượng âm thanh có như quảng cáo hay không đây. Đang chỉnh cái đột nhiên quá khứ ùa về trong đầu của Soho làm anh hơi là hoài niệm. Ngày xưa mà cái thời còn đi lính thì bị cái ông nội chỉ huy mắng chửi quá trời quá đất luôn, sai bảo y hệt như là con đẻ. Thôi con mịa ló buồn chả muốn nói, chả thèm nghĩ tới nữa, dẹp mịa ló đi, lấy bút viết ra ghi những cái thông tin mã hóa bằng những con số mà mình nghe được trong radio. Chẳng biết là ló lói cái thông tin điếu gì mà nhiều thế, chép chẳng kịp con mịa gì cả. Rồi bắt đầu tra từ điển xem ló muốn nói về cái vấn đề gì, cẩn thận ghi ra vở từng chữ mà ló dịch trong quả từ điển. Con mịa ló làm công việc này đúng là mệt thực sự, biết trước là cực khổ như vậy thì qua Việt Nam mở quán nhậu cho ló sướng. Cuối cùng thì cũng dịch xong và đã hiểu ló lói về cái vấn đề gì rồi. May quá, ló mà không có trong từ điển thì thôi, dẹp con mịa đi, khóc với sầu gì tầm lầy. Sau khi hiểu radio lói gì thì Soho gọi mấy anh em đến để truyền đạt nội dung của tổ chức thông báo. Như cậu lói, đây có thể là cạm bẫy tình yêu mà họ răng ra, nhưng lỡ đó là chỉ thị của đảng thì sao? Nếu chúng ta đều làm theo, ló sẽ không dừng lại ở việc chúng ta bỏ mạng, family chúng ta ở quê nhà cũng sẽ gặp chuyện. Cậu vẫn muốn bỏ qua chỉ thị này à? Bộ trưởng Bộ An ninh Nam Hàn biết tọa độ điểm hẹn của chúng ta và người chỉ huy nhiệm vụ thì chắc nước ta đã thỏa thuận gì đó với ông ta rồi, để mà cứu chúng ta. Như mọi người đã biết, đảng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chính xác 15 phút kể từ bây giờ, chúng ta sẽ thoát ra thông qua lối thoát hiểm. Phía bên ngoài lối thoát hiểm thì có vẻ mấy anh trai cảnh sát thì có lẽ đã rút quân sau khi nghe thông báo bên phía chỉ huy. Còn phía bên trong thì Soho cẩn thận tháo bẫy và chuẩn bị đầy đủ vật liệu tư trang, súng ống đạn dược sẵn sàng để phòng trường hợp có biến thì có thể phòng thủ được. Mở chốt cửa ra, chuẩn bị bước ra ngoài, giơ quả AK trên tay lên, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Quan sát xung quanh thì thấy chẳng có gì là bất thường xảy ra, nên tất cả cùng nhau tiến ra, vẫn cứ là an toàn là bạn, tai nạn là thù. Quan sát cẩn thận, rồi từ tốn chậm chậm từng bước tiến lên về phía trước. Thấy có vẻ cũng khá là an toàn nên tạm thời hạ súng xuống, rồi đột nhiên có tiếng động lên nòng súng, làm họ lại quay về thế phòng thủ. Rồi chết miệng Soho nhà tôi, rơi vào bẫy vườn không nhà trống rồi, mấy anh trai cảnh sát vẫn còn núp trong bóng đêm, phải rút lui về lối thoát hiểm ngay thôi lào anh em à. Tưởng không nguy hiểm mà nguy hiểm không tưởng, rồi có ánh đèn pha chiếu vào người họ và rồi tiếng súng lại cất lên hòa thanh trong màn đêm, nhưng mà may là có đem theo khoai lang mù để mà rút lui nên có vẻ tổ đội của Soho sẽ thoát được. Ok, tập 5 kết thúc ở phút giây này, liệu Soho có thoát khỏi khói lửa đạn đạo từ phía mấy anh trai cảnh sát hay không? Chúng ta cùng chờ đợi tập 6 nhé.